ya. Mana ya? Ah, chuẩn bị đi lên cấp treo nha. Bác đâu rồi? Bác đây rồi, bác đang đang lái chim. Bác đâu rồi? Hôm nay là đi Tây Ninh, là con ngồi trên chỗ cáp treo của Bà Đen chuẩn bị lên đỉnh núi đó gió. Đâu khi nào mày ra nào vậy em? Chỗ nào vậy? Hôm nay đi cùng nhanh đi. Vương Hoa đi. Đi mà có ai kịp lên bên nữa. Đúng vậy thì vui chứ đâu mà. Thích tìm hiểu thì có hết. Đó, chú. Muốn tìm hiểu cái gì cứ đập tới đi. Đập nhà cái đối chốc gì của anh?